Thưa quý vị và các bạn, là đô thị trung tâm, đô thị động lực của tỉnh Thừa Thiên Huế, nên thời gian qua, đô thị Huế được tỉnh và thành phố Huế tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối hạ tầng tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, cùng với toàn tỉnh sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đô thị Huế đó là không gian hai bờ sông Hương đã được đầu tư với diện mạo mới, khang trang, cảnh quan đẹp của Thừa Thiên Huế. Dòng sông Hương chảy từ thượng nguồn đến hạ lưu và mang trong mình những trầm tích văn hóa qua rất nhiều thời đại lịch sử. Dòng sông này ngày càng đẹp lên và trở thành dòng sông huyền thoại. Kiến trúc sư Hồ Việt Vinh, người vừa phối hợp với Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế thiết kế, chọn vị trí hài hòa với cảnh quan và không gian để dựng tường nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng sông Hương gắn với cảnh quan đô thị Huế, gắn với văn hóa Huế đã tạo nên nhiều dấu ấn về văn hóa. Chính vì vậy, nghiên cứu quy hoạch tạo nên những điểm nhấn quan trọng hai bên bờ sông Hương là hết sức cần thiết hiện nay. Dòng sông Hương gắn với đô thị Huế, gắn với cảnh quan văn hóa Huế và đang trở thành cái nơi để tạo nên nhiều cái dấu ấn về văn hóa. Và trên cái tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai sẽ còn rất nhiều cái ngôi cái tượng danh nhân mà đã được gọi là đã đóng góp cho cái nền văn hóa Huế hay là văn hóa Việt Nam nói chung sẽ được dựng lên và đã tạo nên cái nơi để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng và nhìn thấy cái sự đóng góp của họ trong một cái giai đoạn lịch sử rất là dài. Trong giai đoạn 2021-2025, ngoài công trình cầu gỗ lim do COICA tài trợ không hoàn lại 64 tỷ đồng, tỉnh Thừa Thiên Huế còn tập trung đầu tư chỉnh trang nhiều hạng mục công trình với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, như chỉnh trang đường đi bộ phía Nam sông Hương, đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân, công viên 3 tháng 2, quảng trường công viên Lý Tự Trọng, đường đi bộ phía Đông Cồn Dạ Viên, công viên Thương Bạc, công viên Phú Xuân, công viên Kim Long, công viên Trịnh Công Sơn, đường dạo từ cầu Trường Tiền đến cầu Gia Hội. Nhờ vậy đến nay, không gian cảnh quan đoạn hai bờ sông Hương qua trung tâm thành phố Huế gần như đã được chỉnh trang hoàn thiện, tạo được điểm nhấn cho đô thị Huế. Trung tâm công viên xanh Huế được Ủy ban nhân dân thành phố giao làm chủ đầu tư chỉnh trang một số công viên trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong đó là các cái công viên hai bờ sông Hương. Cái mục đích đó là chỉnh trang từng gói nhỏ, chỉnh trang từng công viên một, làm thi công các cái đường dạo, sân chơi, tạo sự thông thoáng cho người dân và du khách khi đến tham quan và chơi tại khu vực công viên. Và cái thứ hai đó là chúng tôi sắp xếp bố trí lại một số chủng loại cây trước đấy đã trồng không phù hợp, bây giờ sắp xếp bố trí lại cho nó tạo cảnh quan thông thoáng, đảm bảo cho cái mỹ quan các cái công viên hai bờ sông Hương. Trong thời gian đến thì thành phố cũng đang tiếp tục đầu tư tiếp một số tuyến đường, phần còn lại của các hạng mục ở trong cái đồ án quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Còn về lâu về dài thì trục cảnh quan hai bờ sông Hương là một điểm nhấn của đô thị, cho nên là cũng cần thiết sự quan tâm của các cấp tiếp tục đầu tư các cái nội dung của trong cái đồ án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương này. Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2021, đến nay thành phố Huế cơ bản đã tập trung đầu tư chỉnh trang, tạo được trục cảnh quan đa dạng phong phú với nhiều di tích lịch sử văn hóa, khu vực công viên trung tâm thành phố và các vùng cảnh quan ven sông, góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đề ra.